Xin chào chị và các bạn. Hôm nay Jenny chia sẻ cách làm bánh dẻo trung thu. Và theo yêu cầu, hôm nay Jenny sẽ chia sẻ cách làm bánh dẻo với bột nếp thường. Bột này rất là dễ tìm, trong các chợ nào cũng có bán. Thành phẩm là bánh rất là mềm dẻo ngon, không quá ngọt như là bánh dẻo trung thu truyền thống, với nhân sữa trứng rất là thơm. Và mình có thể làm với các loại nhân bánh trung thu khác cũng được luôn. Ngay bây giờ, mời anh chị và các bạn vào bếp cùng làm với Jenny nha. Thành phần nguyên liệu mình sẽ để trong hộp mô tả description box và ở cuối video. Bây giờ mình bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ làm phần nhân trước. Mình cho vào đây một cái trứng gà. Trứng này là trứng loại vừa nha. Và ba lòng đỏ. Đây là nhân sữa trứng. Nếu không thích nhân trứng thì mình có thể làm nhân các loại đậu cũng được, như là nhân đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, hoặc là hạt sen cũng được nè. Nhân các loại đậu thì mình làm hơi lâu một chút, vì mình cần xin nhân á. Còn nhân trứng này thì mình làm rất là nhanh. Mình cho vào đây 100g đường là nửa cup. Nếu không thích ngọt thì mình có thể giảm bớt lượng đường nha. Nhưng độ ngọt này thì mình làm rất là vừa, vì phần vỏ bánh mình làm không có ngọt lắm. Mình cho vào đây 2 muỗng canh bột gạo và 2 muỗng canh bột nếp. Tổng cộng là 40g bột. Và mình có thể dùng bột mì cũng được. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê vani dạng nước, để cho nhân nó thơm và khử đi cái mùi tanh của trứng. Nếu không dùng vani, mình có thể dùng bột custard cũng được, cũng thơm. Và 150ml sữa tươi không đường. Sau đó mình trộn lên cho hỗn hợp này nó đều, rồi mình lược lại cho nó mịn nha. Mình sẽ lược vào trong cái nồi luôn để mình đem nấu. Mình cho vào đây 60g bơ mặn. Nếu không dùng bơ mặn thì mình cho vào đây một chút tí muối nha. Và mình dùng bơ tan hoặc là bơ lạnh cũng được. Sau đó mình cho lên bếp, mình để lửa nhỏ và mình khuấy. Mình khuấy liên tục cho hỗn hợp này nó đặc sệt lại. Khi đặc sệt như thế này thì mình vẫn tiếp tục khuấy cho đến khi nào cái hỗn hợp này nó dẻo lại thành một khối nha. Thành một khối hơi mịn. Lúc này mình vẫn còn để lửa. Rồi khi hơi dẻo thành một khối như thế này thì mình cho vào trong cái tô luôn. Sau đó mình ém xuống cho nó đều. Rồi mình dùng bọc ni lông mình đậy lại, không thôi trên mặt nó khô. Sau đó mình để cho nguội, rồi mình để trong tủ lạnh luôn nha. Mình để ít nhất là 3-4 tiếng. Tốt nhất là mình để qua đêm. Lúc đó phần nhân này nó cứng dẻo lại thì mình chia ra mình vò viên mới dễ. Phần vỏ bánh mình sẽ sử dụng bột nếp thường, nhưng bột nếp thôi thì bánh không có đứng. Mình sẽ sử dụng thêm bột gạo, 100g bột gạo. Là khoảng chừng một cắp lưng. Và bột nếp, anh chị và các bạn dùng bột nếp hiệu nào cũng được nha. Khoảng chừng một cắp lưng luôn, là 100g. Bột nếp cho bánh nó dẻo và bột gạo cho bánh nó đứng. Và đây là bột tàn mì wheat starch, cho bánh nó hơi trong và mềm mịn ngon hơn. Bột này mình mua trong chợ Á Đông ở Mỹ. Bên Việt Nam có chỗ gọi là tinh bột mì, bột tàn mì hoặc là bột tàn. Mình sử dụng là 70g, là khoảng chừng 7 muỗng canh nha.
mình cho vào đây 50g đường là khoảng chừng 1/4 khắp. Thêm 50g sữa đặc. Với đồ ngọt anh chị và các bạn có thể gia giảm nha. Nhưng với đồ ngọt này thì vỏ bánh không có ngọt lắm á. Vì phần nhân mình làm đã ngọt rồi, nên phần vỏ bánh mình làm nó hơi lạt một tí thì ăn sẽ ngon hơn. Mình cho vào đây 350 sữa. Hôm nay mình sử dụng là sữa đậu nành. Anh chị và các bạn có thể dùng sữa tươi hoặc là sữa hạnh nhân cũng được nha. Nếu thích mùi lá dứa thì mình cho nước lá dứa cũng được. Và 50g dầu ăn, mình sử dụng là dầu rau củ. Sau đó mình trộn lên cho hỗn hợp này nó đều, cho bột nó tan. Khi bột tan đều rồi, mình sẽ lược qua rây cho nó mịn. Và mình sẽ lược vào trong cái khuôn luôn, để mình đem hấp cho nó chín. Khuôn mình dùng khuôn nhựa, khuôn thủy tinh, hoặc là khuôn nhôm, khuôn inox. Và mình không cần thoa dầu, vì trong bột này cũng có dầu nhiều rồi. Mình sẽ hấp với lửa hơi lớn trong vòng 25 phút. Tùy theo khuôn to, khuôn nhỏ. Nếu khuôn to thì mình hấp thời gian sẽ nhanh hơn. Trong lúc chờ đợi bột chín thì mình sẽ đi làm màu. Mình dùng nửa củ dền to, khoảng chừng 160g. Mình cắt nhỏ và cho vào máy mình xay cho nó nhuyễn. Sau đó mình cho vào nồi và mình nấu, mình lấy màu. Hôm nay mình làm màu nhiều để mình cất, mình dùng dần luôn. Nếu dùng ít cho phần bánh hôm nay thì mình dùng một tí thôi, khoảng chừng một đốt lóng tay là được. Mình cho vào đây một ít nước, khoảng chừng 1/4 khắp. Lượng nước như thế này nè. Nếu dùng màu liền hôm nay thì mình không cần nấu, mình lấy ra một ít như thế này nè. Màu củ dền rất là đẹp luôn. Anh chị và các bạn có thể dùng dụng cụ mài khoai mì để mài củ dền để lấy màu. Mình nấu cho sôi lên khoảng chừng 3-5 phút. Sau đó mình cho qua rây và mình ép cho nó ra hết nước màu. Sau đó mình để nguội, mình dùng dần và mình bảo quản trong tủ đông. Khi nào mình cần dùng, mình lấy ra, mình rã đông rồi mình dùng. Rất là tiện luôn, màu tự nhiên từ rau củ, đẹp mà lại an toàn cho sức khỏe nữa. Để làm bột áo, mình sẽ dùng bột nếp, 30g bột nếp. Mình có thể sử dụng bột bắp, hoặc là bột nếp và bột bắp luôn cũng được. Sau đó mình rang lên cho bột này nó chín, lửa mình để hơi nhỏ một chút. Và mình cứ rang như thế này khoảng chừng 8-10 phút. Lúc đó mình sẽ thấy cái bột này nóng và cái hơi khói nó bay lên á. Và cái bột này nó hơi ngà ngà một chút là được. Sau đó mình cho ra chén và mình để làm bột áo. Bột bánh giờ mình hấp cũng đã chín rồi. Và mình có thể thử. Mình dùng muỗng hoặc là đũa cũng được. Mình xăm vô và mình thấy bột nó dính hơi trong là bột chín á. Sau đó mình đem khuôn bánh ra ngoài và mình dùng đũa mình trộn lên liền luôn nha. Trong lúc còn đang nóng nè. Lúc này bột còn đang mềm á, mình trộn nó mới dễ. Nếu mình để bột nguội xuống á, thì mình trộn nó sẽ khó lắm. Bột nó cứng cứng sẽ khó đều lắm. Mình trộn lên cho nó đều rồi mình sẽ để ở đây cho bột nguội một chút. Khoảng chừng 3 phút thôi nha. Và mình sẽ không có để nguội hẳn luôn. Còn hơi ấm ấm á, thì mình sẽ bắt đầu nhồi. Và mình sẽ mang bao tay vào mình nhồi. Nếu không mang bao tay thì bột này sẽ dính dữ lắm. Và mình sẽ nhồi trong cái khuôn này luôn. Vì khuôn này là khuôn nhựa silicone á, mình nhồi cũng dễ lắm. Nếu anh chị và các bạn không có dùng khuôn này thì mình lót bọc ni lông ở dưới để mình nhồi nha. Hoặc là mình lót miếng nhựa silicone mình nhồi cũng được.
Mình nhồi cho đến khi nào bột nó thành lại một khối mịn như thế này, khoảng chừng 5 tới 7 phút á. Bột nó sẽ mịn láng như thế này và nó có cái độ dẻo chắc như thế này nè. Sau đó mình sẽ chia cái bột này ra để mình cho màu luôn. Anh chị và các bạn có thể cho màu nào cũng được nha, tùy thích. Màu của dền khi nãy mình nấu nè, mình cho vào từ từ thôi. Và mình nhồi cho đến khi nào mình thấy cái màu mình thích thôi. Bột mình nhồi đều màu rồi thì mình sẽ chia ra luôn. Khuôn hôm nay mình dùng là khuôn 50g. Mình sẽ chia phần vỏ bánh là 30g. Anh chị và các bạn có thể chia phần vỏ bánh nhiều hơn một chút cũng được, như là 35g cũng được, thì phần nhân 15g. Nếu mình chia vỏ bánh mỏng quá thì sẽ không ngon. Phần vỏ bánh sẽ hơn nửa số khuôn, như là 60% của khuôn thì bánh sẽ ngon hơn á. Sau khi chia bột xong, mình lấy bột mình đậy lại, không thôi bột nó khô. Nhân mình để trong tủ lạnh giờ cũng đã dẻo rồi. Mình làm ngày hôm qua nè, giờ mình chia ra luôn. Phần nhân mình chia là 20g, sau đó mình vắt, mình vo lại cho nó tròn. Lưu ý là phần nhân này mình để trong tủ lạnh á, thì mình sẽ dễ chia ra hơn, thì mình sẽ vắt tròn lại nó dễ hơn. Vì trong đây có bơ á, lúc này thì bơ nó đông lại. Nếu mình để ở ngoài lâu, thời tiết nóng thì cái nhân này nó sẽ mềm xuống. Khi mình nắn bánh thì nó hơi khó. Sau khi chia nhân xong, nếu mình chưa có làm á, thì mình cất vào trong tủ lạnh lại nha. Không thôi nó bị mềm thì mình khó nắn bánh lắm. Phần bột như thế này mình sẽ ngắt ra một ít, khoảng chừng 7-8g thôi. Sau đó tha lên một ít bột áo. Sau đó mình sẽ ấn vào khuôn, chỗ phần hoa văn á. Vì khuôn này mình dùng á, những nét hoa văn nó sâu lắm. Mình làm như thế này thì bánh nó mới rõ nét. Mình sẽ ấn đều xung quanh như thế này. Phần bột còn lại mình sẽ túm xung quanh như thế này cho nó tròn. Sau đó mình dùng lòng bàn tay mình ấn cho nó dẹp và không có mỏng lắm nha, vừa đủ bao phần nhân là được. Bột này mình không có để trong tủ lạnh, mình nhồi xong là mình làm liền luôn, nên nó mềm và dẻo, mình ấn sẽ dễ hơn á. Và mình sẽ ấn ngay giữa cho nó mỏng hơn một chút và mình xem bề nào láng thì mình để ra ngoài. Sau đó mình cho nhân lên, mình túm lại cho tất cả hơi khí nó đi ra hết. Mình ấn miếng bột nó dẹp ra vừa đủ bao phần nhân như thế này nè, thì bột nó không có dư nhiều ở chỗ này. Sau đó mình miết lại cho bột nó dính. Bột này mình miết lại là nó dính thôi. Sau đó mình thấm vào bột áo, chỗ này mình thấm nó hơi nhiều một chút vì đây là cái đáy bánh. Phần trên này thì mình sẽ ấn vào khuôn, mình không có tha bột áo chỗ này nha, để cho nó dính vào phần bột trong phần hoa văn á. Sau đó mình vo bột cho nhỏ lại để mình cho vào khuôn cho nó vừa. Mình đóng khuôn, mình ấn xuống, mình giữ chặt khoảng chừng 10-15 giây. Và mình không ấn quá mạnh thì cái bánh nó sẽ tràn ra bên dưới á. Sau đó mình lấy bánh ra từ từ. Vì mình không có dùng bột áo nhiều nên bánh nó sẽ hơi dính một chút, nhưng bánh nó sẽ có nét đẹp hơn. Nếu bột áo nhiều quá thì bánh nó sẽ bị mất nét á. Đây là bánh bông hồng. Khuôn này là khuôn 3D. Mình sẽ để cái link trong hộp mô tả chỗ mua khuôn này.
Anh chị và các bạn nào thích mua thì xem nha. Và mình cứ tiếp tục mình làm như vậy cho hết nha. Anh chị và các bạn có thể phối màu như thế này nè, trắng và hồng. Đây là bông hồng trắng. Nếu giữ màu bột nguyên thủy thì cái màu bột nó sẽ như thế này. Nó không có trắng lắm, nhưng mình thấy cũng rất là đẹp á. Bánh này mình vừa đóng khuôn xong nè, mình ăn liền là ngon nhất. Và bánh này mình để ở ngoài mình ăn trong ngày. Nếu để lâu thì mình để trong tủ lạnh, 2 ngày mình ăn thì bánh vẫn dẻo ngon. Nếu mình để lâu hơn nữa như là 3-5 ngày, khi ăn mình hâm lại trong máy cu quê lò vi sóng khoảng chừng 30-40 giây thì bánh sẽ vẫn dẻo ngon. Nếu để lâu hơn nữa thì để trong tủ đông. Bánh rất là thơm, dẻo và chắc. Phần vỏ bánh thì không hề hôi mùi bột, rất là thơm mùi sữa, không có ngọt lắm. Cùng với phần nhân thì nó hơi ngọt nhiều thì mình thấy rất là vừa. Jenny xin chúc cho anh chị và các bạn làm ăn ngon, thêm một món bánh trung thu cho gia đình thưởng thức. Cách làm này thì độ ngọt mình có thể gia giảm, không giống như là bánh trung thu truyền thống. Và thành phẩm thì bánh rất là dẻo chắc ngon. Jenny cảm ơn anh chị và các bạn đã xem. Nếu như thấy thích, ủng hộ Jenny thì hãy đăng ký kênh, bấm like và nhấn chuông để nhận được thông báo khi mình có video mới. Jenny cảm ơn rất là nhiều. Giờ xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.